Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Đây là bài viết Chuyện lịch sử cái bồn cầu của tác giả Rosida Baby được đăng tải trên spyroom.com. Còn mình là Nam, mời các bạn cùng lắng nghe bài viết này nhé. Thomas Lynch trong cuốn sách của ngài đã nhận định rằng sự ra đời của bồn cầu hiện đại đã khai hóa cuộc sống nhân loại một cách vĩ đại hơn bất kể một phát minh nào. Có lẽ phải nhắc lại sự thật rằng, khi người Pháp đến Việt Nam vào thế kỷ trước, những kẻ xâm lược vẫn đầy ngỡ ngàng khi người Việt vẫn đại tiện một cách công khai với công cụ thô sơ. Họ đã đặt những viên gạch đầu tiên cho hệ thống vệ sinh hiện đại của nước ta. Vậy trước khi chúng ta sống không thể thiếu chiếc bồn cầu xả nước ngày nay, đâu là nơi ta từng giải quyết nỗi lòng, đâu là xuất phát điểm của chiếc bồn cầu? Chúng ta đang bàn đến tầm vĩ mô hơn, đi ngược về những ngày đầu bồn cầu ở thể nguyên sơ nhất, và còn gì đó hơi hoang dã nữa. Chúng ta trở về một buổi sơ khai sau công nguyên, dạo chân dưới cái nắng của thành phố cảng La Mã cổ đại Ostia. Tại đây, ta bắt gặp những người đàn ông đang tán gẫu trên những băng ghế dài vô cùng rôm rã. Ôi, thật nên thơ và hữu hình làm sao. Nhưng khoan đã, quan sát kỹ hơn một chút nữa, thực chất những người này đang không chỉ tán gẫu mà còn đang bận bịu giải quyết công chuyện gấp gáp hơn rất nhiều lần. Đúng như suy nghĩ của các nhện đấy, họ đang pooping, mà nói không tế nhị là người ta đang ị. Những nhà xí này có thể cho phép tới hơn 20 người ị chung vào một lúc. Chất thải của họ được xả thẳng vào hệ thống ống ngầm dưới lòng đất. Ngày nay, chúng ta đi vệ sinh trong sự âm thầm và lặng lẽ, một cách tế nhị hơn rất nhiều. Tuy vậy, chất thải của chúng ta vẫn có cùng mục đích đến qua những ống xả thải được chôn ngầm. Trong khi những văn bản của các tôn giáo cổ đại thường nhắc nhở cư dân lưu trữ chất thải ở xa khỏi nguồn nước và nơi cư trú, những hố chứa phân vẫn giữ nguyên hình hài và không có nhiều bước thay đổi từ năm 3000 trước công nguyên. Những cư dân khu vực Lưỡng Hà là cha đẻ của bồn cầu đất sét. Tên gọi nghe hơi xa lạ, nhưng thực chất ta vẫn có thể dễ dàng bắt gặp hình thức bồn cầu này ở nước ta. Đây là bồn cầu kiểu như xếp hai viên gạch ở trên cái hố, cho phép chúng ta thải phân đi trong thế ngồi xổm. Và tương tự, loại bồn cầu này cũng đi qua rãnh nước ngầm để đến nơi tập kết. Đặc biệt, trong thời đại đồ đồng, phát minh này trở nên phổ biến và xâm chiếm nhiều nơi trên địa cầu hơn bởi tính chất đặc biệt riêng tư của nó. Ở một số nơi trong nền văn minh lưu vực sông Ấn, bồn cầu kiểu hai cục gạch này đã kết nối người người, nhà nhà, khi hầu như mọi hộ dân đều có hệ thống rãnh kết nối chung với ống cống thành phố. Cư dân xứ Crete cổ đại thậm chí còn nghĩ ra cách trực tiếp xả thải thủ công bằng cách dội nước vào những hố phân để tiện các em poop về hệ thống công chung. Các nhà nghiên cứu không chắc chắn về cách các cư dân cổ đại đã tạo ra đột phá trong hệ thống xả thải, nhưng chúng ta chắc chắn một điều rằng quản lý poop là việc có ích cho sức khỏe cộng đồng. Một bãi phân không được xử lý là vùng đất hứa để sản sinh ra những con vi khuẩn, vi sinh dơ bẩn và độc ác, những chất gây ra các căn bệnh như tả lỵ hay thương hàn. Phải mất rất nhiều thiên niên kỷ, cho đến năm 1860, các nhà khoa học mới có thể hoàn toàn thấu hiểu mối tương quan giữa chất thải và bệnh tật, trong khi từ những năm 100 trước công nguyên đã xuất hiện nhiều ghi chép về mối liên hệ của các bệnh tật và mùi hương thum thẩm của phân. Và cho đến năm 100 trước công nguyên, các giải pháp xử lý chất thải bắt đầu nở rộ. Đế chế La Mã đã không ngừng cải tiến cầu dẫn nước nhằm mang chất thải đi ra khỏi những bức tường của thành phố. Ở phía bên kia địa cầu, đế chế Trung Hoa cổ đại cùng thời gian đó đã phát triển thành công những bồn cầu riêng tư và công cộng, ngoại trừ việc phân của họ được tái sử dụng ngay lập tức. Những cục phốt này được xả thẳng xuống chuồng heo. Những thương nhân buôn phân thì tích trữ phân ở các nhà xí công cộng để đem bán dưới dạng phân bón, phục vụ nền nông nghiệp cộng đồng. Ở các triều đại Trung Quốc, hệ thống vệ sinh tiếp tục phổ biến thăng hoa, trong khi cùng với sự sụp đổ của đế chế La Mã cổ đại, việc xử lý chất thải của châu Âu bước vào thời kỳ vô cùng đen tối. Gong, một dạng ống thải phân, thống trị các hộ gia đình, và phân được đổ từ xô chậu thẳng ra ngoài đường. Các tòa lâu đài thì xả thẳng phân từ các cửa sổ cao xuống thẳng hố phân lộ thiên ở dưới. Và vào ban đêm, những nông dân gong chở những xe tải phân từ hố này ra khỏi rìa thành phố đến bãi phân tập kết khổng lồ. Bước thụt lùi trong xử lý chất thải ở châu Âu vẫn tiếp tục, trong khi các bồn cầu lại có những bước tiến lớn trong thiết kế.
Vào cuối thời kỳ Trung Cổ, những gia đình thượng lưu có riêng commode stool, tức ghế đi tiểu, đại tiện, những chiếc ghế gỗ với nệm và nắp đậy. Trong những gia đình hoàng gia, các chiếc ghế này ở dưới trướng kiểm soát của cả một hội đồng ghế tiểu tiện. Họ là những người hầu, canh giữ và bảo quản. Việc bảo vệ long thể của vua đã làm mối quan hệ của người hầu đối với hệ tiêu hóa của vua thêm thân mật, khiến chức vụ của họ có tầm ảnh hưởng lớn hơn. Bước tiến lớn khác của bồn cầu vào năm 1596, khi mà ngài John Harrington đã phát minh ra bồn cầu xả nước đầu tiên cho hoàng hậu Elizabeth, gần như tương tự bồn cầu hiện đại bây giờ. Việc áp dụng hệ thống đòn bẩy và một chiếc van để giật nước từ chiếc bồn cầu này đã đặt nền tảng vững chắc cho những chiếc bồn cầu ta vẫn quen dùng ngày nay. Tuy nhiên, phát minh này làm bốc mùi chất thải. Cho đến năm 1775, nhà phát minh người Scotland uốn cong rải cống ngầm. Việc này giúp cho nước được lưu trữ ở phía bên dưới và cuốn đi mùi thâm thẩm hôi thối. Phát minh này, hay được gọi là S-trap, hình chữ S, được thay thế bằng đường uốn hình chữ U, U-bend, của Thomas Cropper, được dùng phổ biến ngày nay. Nhân loại tiến vào thế kỷ 19 với sự cải tiến rất lớn của hệ thống xử lý nước và chất thải vô cùng hiện đại. Và ngày nay, bồn cầu cùng những nền tảng cơ bản từ những nhà phát minh trước đó trải dài từ phân khúc bình dân đến cao cấp. Tuy nhiên, ngày nay trên thế giới vẫn có đến khoảng 2 tỷ dân không có bồn cầu riêng của họ và đến 2,2 tỷ người khác không có hệ thống xử lý chất thải đúng cách. Những cộng đồng này bị đặt dưới hiểm họa của các căn bệnh vô cùng nghiêm trọng. Cùng với những trang sử từ trước này, chúng ta cùng hướng đến hiện tại và tương lai của chiếc bồn cầu. Trong tương lai gần, chúng ta trông chờ vào các phát minh xử lý chất thải tân tiến hơn để giải quyết triệt để các vấn đề hành vi, chính trị và cộng đồng, nguồn cơn của bất bình đẳng trong vệ sinh của người dân toàn cầu. Trên đây là toàn bộ nội dung của bài viết. Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên, thì hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Còn mình là Nam, xin chào và hẹn gặp lại.